Nhân dịp lễ Sen của đồng bào Khmer chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 2 tháng 8 năm canh tí, phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng lễ Sen cũng như Khánh Tuế, Hòa thượng Danh Đổng tại Chùa Cà Nhung, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đón tiếp phái đoàn có hòa thượng danh động, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự do hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chủ tịch hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang trụ trì chùa Cà Nhung phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trần Thị Minh Nga đã thay mặt phái đoàn gửi lời chúc mừng tới Hòa Thượng Danh đổng, và Chư Tăng được nhiều sức khỏe, đón một mùa lễ Sendonta được nhiều niềm vui, đầm ấm. Bà cũng cho biết trong thời gian vừa qua, Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã hưởng ứng tích cực và thực hiện rất tốt các chỉ thị từ trung ương đến địa phương cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy hiện nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn cần hết sức lưu ý. Bà mong rằng về phía ban trị sự và hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện tốt những khuyến cáo của Bộ Y tế cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đáp lời, Hòa Thượng Danh đồng cho biết, thời gian vừa qua được sự quan tâm của đảng và nhà nước, Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã có sự phát triển rõ rệt về phía ban trị sự và hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh vẫn luôn tuyên truyền đến tăng ni Phật tử, thực hiện theo thông tư của giáo hội và chỉ thị của chính phủ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, các chùa và cơ sở tự diện trên địa bàn tỉnh vẫn luôn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường, giữ khoảng cách an toàn, không tổ chức lễ hội tập trung đông người. Đặc biệt, lễ Sendonta của đồng bào Khmer năm nay, Hội đoàn kết sư giải yêu nước tỉnh đã thông báo đến các chùa và người dân chỉ nên tổ chức lễ cúng tại nhà nhằm bảo đảm sức khỏe tuyệt đối cho mọi người. Cuối lời, Hòa thượng Danh Động đã gửi lời cảm ơn đến phái đoàn Chúc các thành viên trong đoàn và gia đình thật nhiều sức khỏe, an vui, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó.